Đây là những chú gà đen, gà đá ở Hoa Mơ, một bộ, một trống, 5 mái, chuyên ăn thức ăn rơi vãi của chim, của thảo chim cu gáy. Gà đen này mà hầm thuốc bắc thì thôi khỏi phải nghĩ. Các bạn thấy không? Nó ăn rau ăn cỏ rất là hoang dã. Số điện thoại để các bạn alo cho mình là 0163 5305 982. Đúng. Chuyên những con ở rừng, đặc biệt là gà rừng, chim rừng, đa đa, gà đen, gà trọi, gà rừng, gà đá, gà hoa mơ, chim cu gáy, gà chân xanh. Mình ở cổng trại Đà Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.
cho các bạn xem một bầy chim sẻ. Người ta bảo đất lành chim đậu. Các bạn có thể thấy tại vườn nhà thao chim cung gáy á. Nếu để nói thì thiên nhiên thật là hoang đường kỳ thú. Mình sẽ quay cho các bạn thấy là rất là nhiều chim. Đó. Chim, toàn chim và chim. Và gì? Có một điều rằng là chim rừng về rất nhiều. Đấy, quay cho bạn đàn chim sẻ nhá. Hãy liên hệ 0163 5305 982 để được đón nhận những sản phẩm rừng núi Ba Vì.